Mình là Thu Hương. Hôm nay mình có một cơ hội được trải nghiệm gội đầu tại Mova House Mỹ Đình. Và cảm xúc bây giờ của mình sau khi trải nghiệm rất là nhiều dịch vụ xong, mình cảm thấy rất là thoải mái, rất là thư giãn. Và ngay từ khi bước vào cơ sở Mova House Mỹ Đình, mình được các bạn kỹ thuật viên tiếp đón rất là nhiệt tình. Mình cảm giác các bạn ý như những người bạn của mình vậy. Không gian ở đây thì rất là ấm cúng, rất là sang trọng. Và khi lúc các bạn đang massage cho mình thì mình có để những một dòng câu nói dán ở trên biển hiệu của cửa hàng, đó là Mova House ấm áp như trở về nhà. Và mình cảm thấy cái câu đấy rất là ấn tượng với mình. Quay trở lại và sẽ giới thiệu rất là nhiều người bạn nữa mình đến đây để trải nghiệm. Và mình cảm ơn Mova House Mỹ Đình đã cho mình một trải nghiệm rất là tuyệt vời ngày hôm nay. Mình xin chân trọng cảm ơn.